Đầu gấu review xin chào các bạn. Ai đó hãy cầm con dao thật nhọn chạy đến xiên chết cụ tên súc vật này đi. Bởi vì hắn ta là một kẻ sát nhân hàng loạt giết người để mua vui. Cứ mỗi đêm là tên này sẽ ra tay thảm sát với bất kỳ người nào ở những đoạn đường hoang vắng. Cho đến khi đứng trước ở phiên tòa án xét xử thì tên súc vật này lại coi pháp luật chỉ là thứ rác rưởi. Tuy nhiên vạn vật trên thế giới đều có cách trừng trị. Bởi vì tên sát nhân này đã lỡ tay đụng chạm đến một ông trùm xã hội đen. Mà người đó không ai khác chính là chú ma Đong Sút. Một con quái vật khiến các băng đảng xã hội đen ở Hàn Quốc phải khiếp sợ. Liệu rằng tên sát nhân này sẽ phải trả một cái giá đắt như thế nào khi dám đối đầu với tử thần đây? Nào cùng đầu gấu review theo dõi hết cả bộ phim này nhé! Đảm bảo là siêu hấp dẫn luôn! Câu chuyện bắt đầu từ một chàng trai có gương mặt máu lạnh đang lái xe. Hắn ta chính là tên sát nhân hàng loạt mà mình đã nói trước đó. Thật ra tên này đang theo dõi con mồi ở trên đoạn đường hoang vắng. Chờ đợi cơ hội khi không còn một bóng người thì tên sát nhân cố tình đâm thẳng vào đuôi của chiếc xe phía trước. Mục đích của hắn chính là muốn kiếm chuyện để dụ dỗ cho con mồi bước xuống xe. Ông chú này thì cứ chửi rủa tên sát nhân đó một cách hà hê mà không biết rằng số phận của ông ta đến đây là chấm hết. Thế là tên sát nhân đã ra tay giết chết ông chú đó một cách thật tàn nhẫn. Ăn mấy chục nhát dao đau đớn như thế này ông bà gánh còng lưng cũng không qua khỏi. Theo như thông tin đây là vụ án mạng giết người lần thứ 20 mà tên sát nhân đó đã gây ra rồi. Qua ngày hôm sau mấy anh cảnh sát Hàn Quốc đã có mặt tại hiện trường. Nhìn thấy nạn nhân bị thảm sát kinh tởm như thế khiến họ vô cùng hoang mang. Bởi vì tất cả vụ án giết người gần đây cũng tương tự như thế này. Hung thủ đều dùng một cách chính là tông vào đuôi xe của nạn nhân và ra tay thảm sát tất cả những con người đó. Cảnh sát Kim Chun hiện tại cũng đã quá mệt mỏi với mấy vụ án mạng giết người này rồi. Bởi vì suốt cả mấy tháng trời mà cục cảnh sát Hàn Quốc không làm được trò trống gì, trong khi tên sát nhân hàng loạt vẫn còn sống ngoài vòng pháp luật. Qua phân tích thì Kim Chun báo với cấp trên rằng đây chắc chắn là kẻ giết người hàng loạt không có mục đích, nhưng cấp trên thì lại chỉ trích những cảnh sát ở đây quá vô dụng. Ở Hàn Quốc làm gì có sát nhân hàng loạt mà suốt ngày tưởng tượng. Ông ta mắng chửi không cho cảnh sát Kim Chun điều tra vụ án này. Ở một tình thế khác, chú ma Đong Sút của chúng ta này đã hóa thân thành một ông trùm xã hội đen. Thói quen hàng ngày của chú ma là hay đấm bốc vào buổi sáng, mà bên trong cái túi không phải là cát mà chính là tụi đàn em mất dạy. Thằng nào mà phản bội chú ma thì đều phải trả một cái giá cực đắt. Có thể mà nói địa vị của chú ma hiện tại là ông trùm đứng đầu trong giới giang hồ. Một mình chú ấy nắm trong tay rất nhiều địa bàn và mối làm ăn lớn. Tuy nhiên trong lúc đi bàn chuyện làm ăn phân chia địa bàn thì tên đại ca kia lại rất xem thường chú ma. Chính vì thế đàn em đã lên tiếng thay mặt cho chú. Nhưng tên đại ca này đã cầm tô nước hất vào mặt anh trai đó và chửi chú ma Đong Sút rằng không biết dạy đàn em. Lúc này chú ma liền đấm vào mặt dạy dỗ thằng em, nhưng cũng không quên tóm cổ và bẻ gãy răng thằng đàn em của tên đại ca. Hắn ta tái xanh hết cả mặt mày và cố uống hết ly rượu dơ bẩn đó để vừa lòng chú ma. Cuộc đàm phán phân chia địa bàn diễn ra thật thuận lợi. Tối hôm đó chú ma quyết định đi về nhà một mình không cần đàn em hộ tống. Nhưng khi chạy đến đoạn đường hoang vắng thì một chiếc xe khác đã chạy đến đâm vào đuôi xe của chú ma thật mạnh. Thật ra tên sát nhân hàng loạt đang đi săn đêm, mà chú ma lại chính là mục tiêu tiếp theo của hắn. Thấy chiếc xe không có gì hư hỏng nghiêm trọng cho nên chú ma tốt bụng bỏ qua cho tên đó. Nhưng vừa quay mặt sang chỗ khác thì tên sát nhân đã rút con dao ra đâm chú ma mấy nhát. May mắn sao chú ma khỏe mạnh nên đã kịp thời lật ngược tình thế lại. Cả hai bên giằng co với nhau rất ác liệt. Chú ma liên tục cho tên sát nhân đó ăn hành ngập mồm và còn tặng cho hắn ta thêm một nhát dao ngay ở giữa lòng ngực. Cảm thấy tình hình không ổn cho nên tên sát nhân đã nhanh chóng lái xe tông chú ma một cái thật mạnh rồi bỏ trốn. Tưởng chừng như lúc này nam chính đi ra ngoài lãnh hộp cơm rồi về nhà. Ai ngờ bác đạo diễn đã kịp thời đưa chú ma đến bệnh viện để cấp cứu. Còn tụi đàn em của chú ma nghĩ rằng tên đại ca trước đó đang âm thầm chơi xấu chú ấy. Bọn chúng liền chạy đến địa bàn của tên đại ca đập phá mọi thứ tăng hoang. Đúng là anh em đáng đồng tiền bát gạo. Trở lại tình thế của tên sát nhân. Vừa rồi hắn ta bị chú ma Đong Sút đâm một phát ngực rất chí mạng. Hắn ta đau đớn cố gắng tự khâu từng vết thương lại. Ngay lúc đó một lão già vô tình đi ngang qua đây thì cũng đã bị tên súc vật đó thảm sát ngay tại chỗ luôn. Qua ngày hôm sau sức khỏe của chú ma đã bình phục trở lại. Chú ấy bảo với thằng em rằng không phải tên đại ca trước đó làm đâu. Thân thủ của kẻ hôm qua không phải là người giang hồ. Ma Đong Sút viết ra bản số xe của tên đó đưa cho tụi đàn em đi điều tra xem. Lúc đó cảnh sát Kim Chun nghe tin trùm xã hội đen bị chém thì cũng vô cùng bất ngờ. Anh ta đi đến tra hỏi thông tin chú ma để lấy lời khai. Nhưng Ma Đong Sút thì lại không muốn tiết lộ một chút manh mối nào. Bởi vì chú ấy nghĩ bọn cảnh sát Hàn Quốc chỉ toàn là thành phần vô dụng. Bất mãn quá cho nên cảnh sát Kim Chun tự mình đi điều tra. Nhìn thấy đuôi xe của chú ma bị hư hỏng nặng thì anh ta chắc chắn rằng tất cả những chuyện này đều do một kẻ sát nhân hàng loạt gây ra. Mang tiếng là ông trùm xã hội đen nhưng lại bị một tên côn đồ chém khiến danh tiếng của chú ma giảm sút. Tên đại ca trước đó còn đi đến bắt chú ma rằng phải bồi thường vì đã đến địa bàn ông ta đập phá một cách nhầm lẫn vô ý thức. Ông ta còn không quên chế giễu chú ma rằng nếu tôi là ông trùm xã hội đen mà bị thảm bại như thế này thì thà tự tử còn hơn. Chú ma cũng đã cay giái lắm rồi nhưng phải cố gắng nhịn nhục cho qua chuyện. Trở lại tình thế của cảnh sát Kim Chun, anh ta đang cố xin cấp trên cho phép bắt giữ Ma Đong Sút lại để lấy lời khai. Có như thế thì họ mới có thêm manh mối để tìm ra kẻ sát nhân hàng loạt sớm nhất có thể. Nhưng cấp trên của cảnh sát Kim Chun vốn dĩ đang làm ăn bí mật với chú ma cho nên ông ta đã từ chối lời đề nghị đó. Trở lại tình thế của tên sát nhân, hiện tại hắn ta lại tiếp tục đi săn đêm ở đoạn đường hoang vắng. Mà nạn nhân lần này là một ông chú lái xe tải chở hàng.
cứ như thế lại có thêm một người vô tội bị giết chết oan uổng. Tên sát nhân bước lên chiếc xe tải thì thấy một cái bánh kem sinh nhật đã chuẩn bị sẵn. Thật ra bác tài xấu số trước đó đang chuẩn bị về nhà chung vui sinh nhật cùng với con gái ông ta, nhưng có lẽ mọi chuyện không suôn sẻ như dự kiến rồi. Tên sát nhân bóc bánh kem sinh nhật ăn một cách ngấu nghiến. Ngay lúc đó ở trên xe tải vẫn còn có thêm một ông chú khác. Tên sát nhân này nhìn ông ta thì nở một nụ cười đầy sát khí. Chắc ai cũng biết cái kết của ông chú ở trên xe tải ra sao rồi đó. Tên sát nhân đã giết chết người đàn ông đó và vô tình đánh rơi con dao xuống dưới lề đường. Qua ngày hôm sau, chú ma cũng đã nhờ đến một nữ họa sĩ vẽ lại chân dung của kẻ sát nhân. Quả nhiên tài nghệ của cô ấy rất đỉnh cao. Chú ma cầm bức tranh có khuôn mặt của kẻ sát nhân phái tụi đàn em đi dò soát khắp mọi nơi. Nhưng nói gì thì nói, từ khi tin đồn chú ma bị hãm hại thì danh tiếng của chú ấy ngày càng bị bôi nhọ. Chính vì thế mà các đối tác đã không rót thêm vốn làm ăn cùng với chú ma. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế thì e rằng sự nghiệp của ma đong sút không thể trụ lâu hơn được nữa. May thay tụi đàn em đã tìm thấy con dao mà kẻ sát nhân gây án đánh rơi ở trên lề đường. Chú ma thấy con dao đó thì trong lòng còn đầy phẫn nộ hơn. Thế là qua ngày hôm sau, ma đong sút và cảnh sát Kim Chun đã thỏa thuận với nhau. Họ sẽ kết hợp lại để bắt cho bằng được tên sát nhân hàng loạt kia. Chú ma sẽ cung cấp tất cả bằng chứng cụ thể cho cảnh sát Chun dễ dàng điều tra hơn. Nhưng nếu ai bắt được tên sát nhân đó trước thì sẽ được toàn quyền xử lý. Có được chân dung của kẻ sát nhân thì cảnh sát Kim Chun lập tức phân chia nhiệm vụ cho các đồng nghiệp điều tra. Tuy nhiên trước khi tóm được tên sát nhân kia thì chú ma còn có một âm mưu táo tợn hơn. Ông ta sai đàn em của mình cầm con dao của kẻ sát nhân đi giết chết tên đại ca trước đó. Mục đích là vừa loại bỏ được một đối thủ cạnh tranh địa bàn và sẵn tiện đổ hết tội lỗi cho tên sát nhân gánh chịu. Thế là qua ngày hôm sau, cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường. Cái chết của tên đại ca xã hội đen đã gây chấn động đến cục cảnh sát. Báo chí cũng đã đưa tin rằng tên đại ca giang hồ bị sát hại bởi một con dao của kẻ sát nhân hàng loạt. Hắn ta ngồi ở trong quán ăn thấy mình bị vu khống oan ức như thế cũng rất bực bội. Thế là tối hôm đó, ma đong sút đã đến dự đám tang của tên đại ca để góp vui. Tên sát nhân ngồi một góc nhìn chú ma với ánh mắt lạnh lùng đầy sự phẫn nộ. Nhưng mục đích của hắn ta đến đây không phải để giết ma đong sút, mà chính là lén lút đưa thư cho tụi đàn em đại ca và nói rằng ông trùm ma đong sút đã dùng con dao của hắn giết chết tên đại ca. Sau đám tang thì tên sát nhân tiếp tục đi săn đêm, tiếp sau đó là giết chết họ bằng hình thức cực tàn nhẫn. Phía bên này, chú ma cùng với cảnh sát Kim Chun đang tìm manh mối điều tra thì đã gặp biến lớn. Tụi đàn em của tên đại ca bị sát hại trước đó đã chạy qua đây báo thù. Bọn này muốn sống chết với ma đong sút bằng mọi giá. Nhưng chú ma cũng không phải dạng tầm thường, một mình chấp cả mười mấy thằng đàn em quá dễ dàng. Tên nào xui xui ăn một đấm chất lượng là bay màu ngay tại chỗ, đánh mà không biết bố cháu là ai. Rất nhanh chóng, tụi đàn em của tên đại ca đã bị ma đong sút quét sạch. Còn cảnh sát Kim Chun trong khi đang vật lộn với tên khác thì đã lỡ tay giết chết luôn cả hắn ta. Quả này mà đi tù thì chỉ có mọt gông. Tuy nhiên chú ma đã giúp cảnh sát Kim Chun đem chôn cái xác đó đi. Qua ngày hôm sau, thấy khuôn mặt Kim Chun có vết bầm tím thì cấp trên vô cùng hoang mang. Nhưng ông ta vẫn không quên bảo cảnh sát Kim Chun đi điều tra vụ án bắt cóc. Việc này chưa xử lý xong mà việc khác lại ập đến khiến anh ta vô cùng mệt mỏi. Thế là trong khi đang theo dõi tình hình, cảnh sát Kim Chun đã phát hiện ra một kẻ tình nghi đang đứng ở đầu con hẻm. Đúng như thế, kẻ chủ mưu chính là tên sát nhân hàng loạt đó. Kim Chun cùng với hai người đồng nghiệp khác lập tức đuổi theo tên sát nhân. Nhưng đuổi được một lúc thì cảnh sát lại mất dấu vết của hắn. Cảnh sát Hàn Quốc làm anh em chúng tôi thất vọng quá. Khi về lại căn cứ thì một nữ đồng nghiệp đã đưa cho Kim Chun một manh mối. Cô ta đã quét ra được dấu vân tay mà tên giết người đã để lại. Lần theo thông tin của dấu vân tay thì cảnh sát Kim Chun cũng đã tìm ra được nơi ở của hắn. Quả nhiên nơi đây không khác gì khu ổ chuột. Kim Chun kiểm tra một lúc thì mới thấy được một tấm ảnh của đại gia đình. Anh ta lấy manh mối mà chú ma đã gửi trước đó đem ra so sánh với tên trong bức ảnh. Quả nhiên tỷ lệ giống nhau hoàn toàn là 100%. Cảnh sát Kim Chun lập tức gửi đoạn ghi âm của kẻ sát nhân cho ma đong sút nghe. Chú ma nghe xong thì khẳng định rằng chính là hắn ta. Cảnh phim lúc này cũng đã đẩy lên cao trào hơn. Buổi tối hôm đó, chú ma lập tức huy động lại tất cả đàn em. Mỗi người đã có một tấm ảnh của kẻ sát nhân hàng loạt ở trên tay. Nhiệm vụ của họ là phải tìm ra và bắt sống tên khốn đó cho bằng được. Ai hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được chú ma thưởng cho một chai lăn nách khử mùi. Liệu rằng số phận của tên ác quỷ kia sẽ như thế nào khi thông tin của hắn đã bị bại lộ? Đàn em của chú ma đã tìm kiếm và dò soát khắp mọi ngóc ngách của thành phố, ngay cả 60.000 phòng trọ và hàng nghìn địa điểm khả nghi ở khu ổ chuột mà cũng không thể tìm thấy được tên sát nhân. Nhưng chuyện gì thì cũng phải từ từ thì nó mới hấp dẫn. Qua ngày hôm sau, chú ma đang chờ xe đến đón thì đã gặp phải một nữ sinh viên bị mất mưa. Chú ấy không nghĩ ngợi gì mà đưa cho cô bé chiếc ô của mình. Tuy vẻ bề ngoài chú có vẻ hơi đáng sợ nhưng bên trong thì lại ấm áp vô cùng. Cảnh sát Kim Chun đi đến thì bảo nữ sinh viên rằng hãy tránh xa chú ma ra, bởi vì ông ta là một ông trùm xã hội đen. Trong bộ dạng của chú còn giống xã hội đen hơn ý. Ma đong sút nghe xong thì cũng không thể nhịn cười. Chờ đợi một lúc thì nữ sinh đó đã tạm biệt chú ma và lên xe buýt trở về nhà. Buổi tối hôm đó, tất cả anh em đã ăn nhậu với nhau một trận đã đời. Nhiều khi Kim Chun với hai anh bạn đồng nghiệp còn quên rằng họ là cảnh sát nữa chứ. Nhưng không khí vui vẻ chưa được bao lâu, lúc này trên đài truyền thông báo chí nói rằng hôm nay lại có thêm một nạn nhân bị giết chết, mà người đó không ai khác lại chính là nữ sinh mà hồi chiều chú ma tặng cho chiếc ô. Người đưa tin nói rằng nữ sinh viên đó đã bị sát hại hơn 10 nhát dao đâm thẳng vào bụng.
Chú ma với cảnh sát Kim Chun nghe tin xong thì vô cùng phẫn nộ, lập tức huy động tất cả đàn em phải tìm ra cho bằng được kẻ sát nhân đó hôm nay, bởi vì hắn ta vừa mới gây án thì sẽ chưa đi đâu xa được. Tuy nhiên các con phố đông nghẹt người thế này thì làm sao mà tìm thấy được hắn ta. Chú ma cùng với đồng bọn đã đứng chờ tên sát nhân ở đoạn đường hoang vắng. Quả nhiên trời tính không bằng bác đạo diễn tính. Tên sát nhân đó biết hắn ta đang bị theo dõi thì đã đạp hết ga hết số bỏ chạy thật nhanh. Chú ma và những người kia lập tức đuổi theo phía sau. Cuộc rượt đuổi có thể mà nói rất ác liệt. Một lúc sau thì cả ba chiếc xe đã tông phải vào nhau rất mạnh khiến ai nấy choáng váng cả mặt mày. Tên sát nhân kia cũng đã bỏ chạy từ đằng xa kia rồi. Chú ma và cảnh sát Chun phải cố gắng hết sức đuổi theo nhất quyết không để cho hắn tẩu thoát thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên một lúc sau đàn em của ma Dong Sup đã bị tên sát nhân ấy tấn công bất ngờ. Hắn ta đã giết chết đàn em của chú ma chết ngay tại chỗ. Đợi cho đến khi chú ma chạy đến thì cũng đã muộn. Thằng em cố gượng hết sức chỉ lối mà tên sát nhân đã bỏ chạy cho chú ma biết. Không còn cách nào khác, chú ma đành phải tiếp tục đuổi theo tên súc vật giết người hàng loạt đó. Lần theo vết máu của hắn thì ma Dong Sup tiến thẳng vào quán bia ôm luôn. Ông ta kiểm tra căn phòng nào cũng thấy mọi người đều vui vẻ nồng nhiệt, nhưng có cái gì đó sai sai. Chú ma ngoảnh mặt lại kiểm tra thêm lần nữa thì thấy hai cô gái ở bên trong đang bật khóc vì sợ hãi một thứ gì đó. Đúng như vậy, tên sát nhân đang đứng ở bên trong khống chế một cô em gái khác. Hắn ta cũng đã cảm nhận được có điểm không lành sắp tới rồi. Thế là ma Dong Sup đã tông gãy cánh cửa và đấm tên sát nhân đó không trượt phát nào. Ông ta đấm không thương tiếc, sẵn tiện thưởng cho thêm mấy đòn chí mạng khiến tên súc vật đau đớn bất tỉnh ngay tại chỗ. Cuối cùng số chú em mày cũng đã tận rồi. Ở trên đường về nhà còn tặng thêm một đấm để hưởng thụ. Về tới nhà thì lại ăn thêm một đấm. Ăn đấm đến nỗi ói ra cả máu mà hắn ta vẫn gượng cười được. Chính vì thế chú ma còn thưởng cho thêm mấy bạt tai long trời lở đất. Và tiếp sau đó là những hình thức tra tấn cực kỳ dã man. Suy cho cùng những tên súc vật như thế này không đáng để sống. Vậy mà trong khi chú ma sắp kết liễu cuộc đời của hắn thì cảnh sát Kim Chun đã chạy đến phá rối. Anh ta tông chú ma nằm bất tỉnh ngay tại chỗ và áp giải tên sát nhân lên xe. Rất nhanh chóng thông tin tên sát nhân hàng loạt bị cảnh sát tóm được đã làm công chúng nổi loạn cả lên. Rất nhiều báo chí đã ồ ạt chạy đến phỏng vấn tình hình. Sức khỏe của tên sát nhân lúc này cũng đã bình phục trở lại. Thay vì sợ hãi thì hắn ta lại rất bình thường, không chịu nhận tội về những án mạng giết người gần đây. Hiện tại cảnh sát cũng không đủ bằng chứng để kết tội tên sát nhân. Chỉ với một con dao mà đi xác nhận hắn là kẻ giết người hàng loạt thì quá vô lý. Cảnh sát Kim Chun cũng đã bó tay. Nếu để chú ma tận tay giết hắn thì có phải hay hơn không? Ở trên phiên tòa xét xử thì tên sát nhân vẫn thản nhiên không nhận tội. Nhân chứng không có, bằng chứng không có thì làm sao thi hành pháp luật được? Tên sát nhân cười ỉa vào pháp luật Hàn Quốc. Ai ngờ lúc này chú ma đã xuất hiện một cách bất ngờ ở trên phiên tòa. Ông ta đã cung cấp tất cả bằng chứng và kể lại toàn bộ sự việc cho phiên tòa nghe. Tối hôm đó trong khi đang dằn co qua lại với nhau thì chú ma đã đâm tên sát nhân đó một cái ở ngực. Cảnh sát đi lại kiểm tra thì thấy lời khai báo của ma Dong Sup là sự thật. Ông ta còn giữ lại bức thư mà tên sát nhân đã gửi cho thằng em của tên đại ca giang hồ trước đó. Quả nhiên nét chữ của hắn giống y như đúc. Cuối cùng thì tên sát nhân đã bị phiên tòa kết án là tử hình. Còn chú ma vì muốn trả thù tên súc vật đó thì cũng đã chấp nhận ở tù. Ngày anh vào trại thì tất cả đàn em ở đây ai cũng đón chào và nể phục. Tên sát nhân kia thấy ma Dong Sup thì tái xanh cả mặt mày. Thật ra thì cảnh sát Kim Chun đã sắp xếp cho chú ấy ở cùng phòng với tên giết người hàng loạt đó. Như vậy thì chú ma mới có cơ hội trả thù cho nữ sinh tội nghiệp bị sát hại trước đó. Cái kết của tên sát nhân đó chắc ai cũng biết rồi đấy. Nếu thấy bộ phim này hay thì nhớ ủng hộ cho kênh Đầu Gấu Review với nha mọi người. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.